Ngay sau đây thì chúng ta thay đổi không khí một xíu, chúng ta sẽ đến với phần giao lưu quan trọng nha nhỏ chúng ta cả nhà. Rồi, xin một tràng pháo tay thật lớn để chờ đón ca sĩ Mai Thành Đăng. Xin chào tất cả mọi người ạ. Và mình cũng khi vừa có TV được khoảng 2 tháng nay và thấy là mình đã có tiềm năng và nói chung là mình cũng tìm hiểu khá kỹ trước khi mà làm thì bây giờ mình thấy là rất là hào hứng với TV. Anh em cũng hát với nhau một bài hát gì đó được không ạ ơi? Ca khúc Nói Một Cái Lớn được không ạ? Thẳng thành đồng kết cho có tụi mình nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh.
Thì dù đã hoàn thành là các chiến thành công thì người Việt Sơn đi vào huyền thoại. Thì hy vọng chúng ta sẽ xây dựng một con đường mới, đó là một đường bên thâm bớt. Em sẽ nghĩ từ đầu chương trình tới giờ chỉ suy nghĩ được những câu đó thôi. Em sẽ được mời mọi người chúng ta đứng ra phía trước để chụp ảnh lưu niệm với chỗ tổ chức. Em sẽ mời mọi người chúng ta lên sân khấu này, chúng ta sẽ khấu này. Dạ, em sẽ được mời quý vị chúng ta sẽ tiến lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm cùng với Bùi Phước Sơn.